Đối với mình, xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ đến Đà Nẵng vào tháng 3 tới đây. Bắc Hàn kêu gọi mọi người dân Triều Tiên ủng hộ thống nhất. Và viện trưởng trường đại học Michigan State University từ chức vì cái vụ bác sĩ Nasser sờ mó sinh viên. Thưa quý vị, ngày hôm nay 25 tháng Giêng năm 2018, ông Jim Mattis Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ đã có chuyến thăm Việt Nam, đã gặp ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đồng thời gặp cả ông Tổng bí thư Nguyễn Phúc Trọng và ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang. À, phát ngôn viên của, của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là ông Lịch và ông Mathis đã có cuộc họp kín bàn về việc hàng không bộ hạ Mỹ sẽ đến Hà Nẵng vào tháng 3. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cũng cho biết là mọi chuyện đã được chuẩn bị. Bên phía Việt Nam đang chờ sự chấp thuận của lãnh đạo cao cấp nhất ở Hà Nội. Phát ngôn Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng cho biết là cả ông Mattis và ông lịch đã nộp cái gọi là đề nghị lên cho lãnh đạo cả hai nước và đang chờ sự chuẩn thuận. Tuy nhiên trong cái uh, cuộc họp uh, ở tại Hà Nội thì ông Mattis nói rằng là điều này gần như chắc chắn là xảy ra. Ông gọi uh, ông dùng một từ là đơn điêu. Uh, ngoài ra thì ông cũng uh, sau khi gặp uh, ông Nguyễn Phú Trọng thì ông uh, Mattis cũng uh, khen ngợi là Việt Nam đã ủng hộ uh, nghị quyết của Đồng bảo Liên quốc trừng phạt Bắc Hàn. Trong cuộc gặp với lại ông Trần Đại Quang thì ông Ma Thít cũng khen ngợi cái quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước và ông nói là đang đi đúng hướng uh, trong những ngày tới. Ngoài ra trong lúc ở Hà Nội thì ông Ma Thít cũng đến thăm chùa Chấn Quốc, một trong những ngôi chùa lâu đời nhất của Việt Nam được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 ở chùa Chấn Quốc nằm ngay trên cái hồ Tây Hà Nội. Cách con đường gọi là Thanh niên kế bên hồ Trúc Bạch là cái nơi năm 1967, ông John McCain lúc ra là phi công hải quân Mỹ bị bắn rơi trong cuộc chiến Việt Nam. Ông James Mattis thì cũng từng là uh, binh sĩ trừ bị của thứ quân lục chiến Mỹ uh, năm 1969, nhưng mà trong cuộc chiến Việt Nam lúc mà cao điểm nhất thì ông không có sang Việt Nam, thì bây giờ ông đã là Bộ trưởng Quốc phòng. thì đây là cái tin mà thưa quý vị uh, trong cái chuyến thăm Việt Nam của Mattis trước đó thì uh, bên Việt Nam và Mỹ cũng đã ký một cái thỏa thuận là sẽ làm sạch cái chất độc dioxin tại sân bay biên hòa. Um, đó là cái quan hệ giữa hai nước uh, trong những ngày tới, thưa quý vị. Uh, tại Bình Nhưỡng ngày hôm nay, tự nhiên Bắc Hàn lần đầu tiên đưa ra một thông điệp rất là đặc biệt, đó là kêu gọi tất cả mọi người Triều Tiên trên thế giới ủng hộ việc thống nhất bán đảo Triều Tiên và thêm rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đập tan tất cả mọi hình thức đi ngược lại sự thống nhất bán đảo Triều Tiên và cũng kêu rằng là cần đẩy mạnh liên lạc du lịch hợp tác giữa hai nước giữa hai miền Nam Bắc và không cần có sự giúp đỡ của ngoại quốc. Bản thông cáo cho biết là căng thẳng quân sự giữa bến đảo Triều Tiên chính là cái trở ngại chính cho sự gia tăng quan hệ liên triều và thống nhất đất nước. Đó là theo cơ quan truyền thông của Bắc Hàn cho biết. Họ cũng cho biết là chuyện này được thực hiện dựa trên bài diễn văn của lãnh tụ Kim Jong Un đọc hồi đầu năm Đó. liên quan đến việc thống nhất hai miền. Thông cáo này cũng cho biết là năm nay rất ý nghĩa là bởi Bắc Hàn kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tên gọi chính thức của Bắc Hàn và cái sự kiện là Nam Hàn tổ chức Thế vận hội mùa đông ở tại uh, miền Nam ở uh, Nam Hàn thưa quý vị. Tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, bà Lou Anna Simon, hiệu trưởng Viện trưởng Đại học Michigan State University chính thức nộp đơn xin từ chức. Trong lúc có cái trụ uh, là scandal liên quan đến bác sĩ Larry Nassar bị tố cáo sờ mó hơn 165 phụ nữ trong suốt thời gian ông làm bác sĩ cho đội thể thao của trường đại học này từ năm 1997 khoa đến năm 2016 gọi là gần 20 năm ông vừa là bác sĩ thể thao cho trường đại học đó đồng thời là bác sĩ thể thao cho đội tuyển thể dục dụng cụ của Mỹ luôn và trong 6 ngày ra tòa ông ngày hôm qua đã bị tuyên án từ 40 năm đến 175 năm tù và ông đã bị rất nhiều nạn nhân ra tố cáo là sờ mó họ trong suốt thời gian đó và người ta thắc mắc là bà Simon trong thời gian làm hiệu trưởng có biết chuyện này hay không và một số nhân chứng nói rằng chúng tôi đã khiếu nại phàn nàn nhưng không thấy trường đại học phản ứng gì cả đó. thì bây giờ À, bà bị sức ép như thế và phía bên Quốc hội tiểu bang Michigan cũng cho biết nếu bà không từ chức thì chúng tôi sẽ đuổi bà vì đây là trường công. Thì ngày hôm qua bà có phát biểu như thế bà bảo là khi mà chuyện xảy ra thì đương nhiên nó bị chính trị hóa và tôi là viện trưởng đương nhiên là bị nhắm vào và thôi tôi xin từ chức. thì đó là cái chuyện mà liên quan tới cái vụ mà bác sĩ Larry Nassar sờ mó à, học sinh và bây giờ đổ bể và bà viện trưởng của đại học mà ông từng làm việc và phải phải uh, xin từ chức. đó là những tin nhắn chú ý trong ngày hôm nay chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn quý vị ở chương trình kỳ tới.